Theo trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, vừa qua trong lúc nhân dân cả nước tuần hành và biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc, hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì tại Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh, những kẻ xấu đã kích động công nhân đập phá nhà xưởng và đe dọa đến sự an toàn của người nước ngoài. Trung tướng Hoàng Công Tư, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay, Công an đã khởi tố điều tra các vụ án này và đã bắt giữ hàng trăm người. Đáng tiếc là trong vụ xô xát tại Hà Tĩnh đã có người thiệt mạng. Theo con số đến giờ này của chúng tôi là có 2 người bị không may là bị chết, 140 người bị thương. Nhưng mà phải nói rằng khi sự việc xảy ra, Thủ tướng chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo triển khai các biện pháp quyết liệt, các lực lượng vào cuộc, do đó hạn chế thấp nhất hậu quả tác hại xảy ra. Và những người bị thương thì đã kịp thời đưa vào bệnh viện cứu chữa một cách tích cực nhất để đảm bảo khỏi phải mất mát. Và sẽ tới đây chúng tôi cũng đang tiếp tục để làm rõ những hành vi gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố trên 300 đối tượng về các tội danh trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, và đang khẩn trương để kết thúc, sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bộ Ngoại giao cũng cho biết, hiện nay chính phủ Việt Nam đã thông báo chính thức tới các nước về tình hình này, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, đúng pháp luật và đúng cam kết quốc tế để bảo vệ tài sản cũng như người nước ngoài ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 chỉ thị để chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương vãn hồi trật tự. Đến nay, tình hình ở các địa phương đã được kiểm soát hoàn toàn và hầu hết các doanh nghiệp đã sản xuất trở lại. Và người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động, tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia biểu tình trái pháp luật, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh trật tự và góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ Ngoại giao, các bộ ngành chức năng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài, chính phủ và chính quyền các địa phương kiên quyết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an, các lực lượng chức năng của Công an phối hợp với các lực lượng chức năng ngoài ngành và nhân các đoàn thể tổ chức quần chúng xã hội sẽ triển khai các biện pháp theo quy định của pháp luật một cách quyết liệt nhằm mục đích không để tái phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp vi phạm pháp luật như vừa rồi. Và theo chức năng của các ngành, theo nhiệm vụ và chức năng của các ngành sẽ triển khai các biện pháp để đảm bảo một cách tốt nhất theo đảm bảo cho các nhà đầu tư tiếp tục làm việc ổn định đầu tư tại Việt Nam. 214 doanh nghiệp tại đây đã sản xuất trở lại. Thay mặt chính phủ Việt Nam, đại diện các bộ ngành đều bày tỏ lấy làm tiếc về những vụ gây rối cướp phá vừa qua, gây tổn thất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có cả doanh nghiệp Đài Loan. Và trong chỉ thị của Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương có chính sách hỗ trợ phù hợp. Chỉ đạo của chính phủ, công tác đảm bảo an ninh. Những các đơn vị đã nêu và trên thực tế thì nhà Đài Loan cũng do bị hiểu lầm và do những kẻ xấu kích động, cho nên là có những thiệt hại cũng tương đối. Chúng tôi cũng rất chia sẻ với các nhà đầu tư, và hiện nay chính phủ đã có những chỉ đạo ngay từ đầu, các bộ ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau để bám sát tình hình, và hiện nay các địa phương và các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhau để mà có những hỗ trợ cần thiết cho các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư nói chung để sớm ổn định sản xuất.
Liên quan đến những diễn biến gần đây trên thực địa ở khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã nhiều lần tiếp xúc yêu cầu Trung Quốc rút tàu quân sự và tàu vũ trang ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã đi Bắc Kinh để bày tỏ quan điểm cũng như khẳng định ý chí của Việt Nam về vấn đề này. Tuy nhiên cho đến nay, Trung Quốc vẫn khước từ đề nghị của Việt Nam, song Việt Nam sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền của mình.